Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu Hai Con Ngựa. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại tiểu bang Ohio vô cùng quan trọng. Hôm nay thứ ba đó, có khoảng 5 tiểu bang có các cuộc bầu cử. Nhưng mà quan trọng nhất, được chú tâm nhất vẫn là Ohio vì liên quan đến quyền phá thai của người phụ nữ. Và cái vấn đề này đó, điểm đáng chú ý, Ohio là một tiểu bang đỏ chủ trương theo Cộng Hòa từ bao nhiêu thập niên qua rồi. Nhưng mà đặc biệt ngay cả cử tri đảng Cộng Hòa ở tại tiểu bang Ohio cũng không đồng ý với cái việc cấm phá thai quá đáng. Tiểu bang Ohio tương tự như nhiều tiểu bang bảo thủ khác, sau khi đã được Tòa Tối cao Pháp viện trả lại cái vấn đề Roe v. Wade, vấn đề mà quyền phá thai đã trả lại cho các tiểu bang, tự các tiểu bang quyết định, thì nó không còn hợp hiến như trước nữa. Trước khi tới thời mà của ông Trump á, thì chúng ta thấy cái vấn đề Roe v. Wade từ năm 1973 cho tới năm 2020 đó vẫn là cái sự hợp pháp, và đã có những vụ kiện liên quan tới những tiểu bang nào tìm cách ngăn chặn hoặc là kiểm soát quyền phá thai của người phụ nữ quá đáng. Có những tiểu bang như Texas vân vân á, thì họ ngăn cấm, tức là cái thai trong vòng 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng vân vân thì không được phá nữa. Thì điều đó cũng được kiểm soát. Riêng với California thì không có cái kiểm soát, tùy theo các tiểu bang. Nhưng mà cho đến khi mà tòa tối cao pháp viện phán quyết, họ không có giải quyết cái vụ này. Và thậm chí họ nói những cái phán quyết từ năm 1973 là vi hiến. Thì bây giờ nếu là vi hiến thì trả lại cho các tiểu bang tự quyết định. Tùy theo mỗi tiểu bang, nếu cái phong trào chống đối cao đó, họ sẽ xin đủ chữ ký, thí dụ như 1 triệu chữ ký. Thì 1 triệu chữ ký này sẽ buộc tiểu bang phải cho phép thực hiện một cuộc bầu cử lớn ở tại tiểu bang để cho mọi người đóng góp ý kiến. Thì ngày hôm nay, cuộc bầu cử ở Ohio mang tên là Issue One, vấn đề một. Thì trên các khẩu hiệu được gắn trước nhà của những người dân, họ nói Yes on Issue One. Mà thưa quý vị, trước khi có được cái Issue One ngày hôm nay lên lá phiếu đó, là những người ủng hộ cho quyền tự do phá thai, mà không có nghĩa là cái thai đó, nghĩa là muốn phá lúc nào không phá. Nhưng mà họ nói rằng cái chuyện cấm của tiểu bang đó trong vòng 1 tuần hay là 4 tuần lễ, tức có nghĩa là một khi cái thai mà có nhịp đập, có nghĩa là nó trở thành người rồi đó, thì những người bảo thủ đảng Cộng Hòa ở Ohio này, tương tự như nhiều tiểu bang khác trong đó Texas vân vân, đều nói rằng ồ, đến lúc đó là người rồi thì không được phá thai nữa. Nhưng mà đối với người phụ nữ trong vòng 8 tuần lễ đó, có người họ không biết họ mang thai nữa, mà họ không muốn có cái thai đó, chỉ vì một cái vụ mà đi qua đêm với 10 bạn trai vân vân. Thì họ nói rằng ồ, như vậy đó, mà họ đây là những người trong gia đình Cộng Hòa, bởi vì tiểu bang Ohio là đa số Cộng Hòa, thì những người trẻ này họ không đồng tình. Chưa hết, mặc dù là gia đình Cộng Hòa, tức là ông bố,
mẹ là Cộng Hòa. Nhưng mà những đứa nhỏ này, những đại loại là 18 tuổi rồi đó, thì các em nói là no, tôi vẫn muốn có được cái tự do chọn lựa cho cái bản thân, thân thể của tôi. Tôi chống đói, chống đối, đồng ý là tôi chống phá thai, nhưng mà với có điều kiện, tức là nếu vì một vấn đề, thí dụ như hãm hiếp hoặc là loạn luân, và thậm chí tôi chia tay với người bạn trai đó rồi và tôi không muốn mang cái thai đó. Bây giờ tôi chán ghét cái thai đó mà bắt tôi phải giữ cái thai đó hay sao? Thì đó là lý do mà ngày hôm nay người ta hy vọng ở tại tiểu bang Michigan, tiểu bang không có bảo thủ, đã thông qua cái luật này cho phép người phụ nữ quyền phá thai. Nhưng mà Ohio lại là điểm đáng chú ý. Đó là lý do mà mọi người đang trông đợi vào ngày mai chúng ta sẽ biết được, hoặc là ít nhất là 2 ngày tới chúng ta sẽ biết được đa số cử tri Ohio sẽ bỏ phiếu như thế nào cho issue 1, vấn đề 1, làm giảm những cái quy định khắt khao của tiểu bang Ohio, thậm chí chống lại luôn cái chuyện mà người phụ nữ của tiểu bang cũng không được phép rời tiểu bang để sang những cái tiểu bang khác, rồi trừng phạt các bác sĩ tương tự như ở Texas, bác sĩ mà thực hiện cái việc phá thai rút bằng của họ, rồi trừng phạt những người này, phạt tiền vân vân, thì tiểu bang Ohio issue 1 này bỏ hết tất cả những cái quy định ngặt nghèo đó. Và thưa quý vị, mới đây gia đình của một bé trai ở tại Wisconsin bây giờ đang cân nhắc kiện Bộ Tư pháp của tiểu bang này khi mà cơ quan này họ không chịu đưa ra cái issue, cái Amber Alert đó thưa quý vị. Ở California chúng ta cũng thấy lâu lâu tự nhiên cái phone nó kêu lên rất là lớn, thì các cơ quan họ báo là có một đứa trẻ đang bị mất tích và có hình ảnh để mọi người có thể thấy được, lỡ mà nhìn thấy đứa nhỏ thì gọi cho cảnh sát liền. Thì cái chuyện này xảy ra ở Wisconsin khi mà đứa bé 5 tuổi này bị mất tích, nhưng mà Bộ Tư pháp tiểu bang Wisconsin lại không chịu issue Amber Alert. Hậu quả là một ngày sau đó, đứa nhỏ được tìm thấy là bị giết và quăng xác ở trong thùng rác thưa quý vị. Thì đây là cậu bé trai 5 tuổi tên là Prince Rashawn McCree, sống với gia đình ở tại một cái tòa nhà apartment ở Milwaukee. Thì bây giờ theo hồ sơ của phía luật sư gia đình, ngày 25 tháng 10, cậu này, đứa bé không có khỏe lắm cho nên nghỉ ở nhà, nhưng mà giống như là cũng không phải nằm liệt giường. Thì người mẹ cho biết là ở các khu apartment, quý vị cũng nhớ lâu lâu họ có những cái phòng kiểu họ gọi là phòng sinh hoạt chung đó, cư dân ở nguyên cái tòa apartment họ có thể xuống đó họ ngồi họ xem tivi hay họ chơi gì đó. Thì người mẹ cho bé xuống cái phòng đó chơi, rồi cô giống như lên nhà làm việc nhà vân vân. Thì mấy tiếng sau quay lại đứa nhỏ mất tích. Thì lúc đó gia đình là gọi cảnh sát ngay lập tức. Thì bây giờ phía cảnh sát họ cũng nói là họ gửi văn bản xin Bộ Tư pháp đó issue cái Amber Alert. Ở tại tiểu bang này là phải xin phép Bộ Tư pháp trước. Thế nhưng Bộ Tư pháp từ chối không cho issue cái Amber Alert. Thì phía cảnh sát họ chỉ còn có thể là giống như thông báo cho báo chí mà thôi. Nghĩa là giống như ai mà xem tivi hay là coi tin tức thì mới thấy, chứ họ không có Amber Alert là nó không có tự gửi vào trong cell phone của tất cả mọi người ở tại cái tiểu bang này. Và thế là một ngày sau thôi quý vị, ngày 26 tháng 10 thì cảnh sát cho biết là có người đi đổ rác, họ phát hiện xác của đứa nhỏ được bị quăng ở trong cái thùng rác cũng ở trong cái tòa nhà apartment này, gói trong một cái bọc ni lông. Thì ngay lập tức cảnh sát họ điều tra thì cuối cùng họ cũng bắt được hai tên, một kẻ 27 tuổi và một đứa 15 tuổi, cũng đều là người sống ở trong khu apartment này thưa quý vị. Cái lý do thì bây giờ khi mà bị bắt rồi đó, cái đứa 15 tuổi nó khai với cảnh sát là nó có hiềm khích với cái gia đình này lâu rồi. Đứa bé 5 tuổi này giống như hay quậy phá, cho nên là ngày hôm đó nó cũng chơi ở trong cái phòng đó và nó thấy không có ai hết và hai đứa nó cãi lộn.
và đứa 15 tuổi gọi thêm một người 27 tuổi đến đánh đứa nhỏ 5 tuổi và sau đó thấy nó đứa nhỏ bị xỉu, nó sợ quá, nó bóp cổ cho chết và nó quăng ở trong thùng rác. Thì bây giờ quay ngược trở lại cái chuyện mà tại sao Bộ Tư pháp Wisconsin lại không chịu issue cái Amber Alert, thì ngay cả các thượng nghị sĩ của tiểu bang này họ cũng chỉ trích cái tiêu chuẩn mà Bộ Tư pháp ở đây đưa ra là giống như nó quá khó khăn, quá phức tạp. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị theo dõi.